đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Quốc Trường Bảo Anh lần đầu song ca chia sẻ xúc động về tình bạn thân thiết 7 năm. Xuất hiện với vai trò khách mời nữ duy nhất trong fan meeting của Quốc Trường, Bảo Anh đã có những chia sẻ xúc động về tình bạn của cô và Quốc Trường trong suốt 7 năm qua. Sáng ngày 7 tháng 9, trong buổi giao lưu gặp gỡ người hâm mộ của nam diễn viên Quốc Trường vừa diễn ra tại Nhà hát Quân đội thành phố. Được biết, đây là buổi fan meeting với quy mô lớn đầu tiên của Quốc Trường trong sự nghiệp. Trước đó, anh đã có một buổi họp mặt fan nho nhỏ được tổ chức ở Hà Nội. Bên cạnh sự tham gia của rất đông fan hâm mộ, buổi fan meeting còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Bảo Anh, khách mời nữ duy nhất có mặt trong sự kiện. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm ren ôm màu xanh giúp khoe trọn đôi chân thon dài cùng đường cong quyến rũ. Cùng với đó là mái tóc ngắn cá tính giúp giọng ca Anh muốn em sống sao càng thêm tay tay và cuốn hút. Để kỷ niệm cột mốc quan trọng trong sự thành công của Quốc Trường, cả hai đã cùng nhau chuẩn bị một tiết mục biểu diễn như một món quà ý nghĩa dành tặng đến người hâm mộ. Khoảnh khắc Bảo Anh và Quốc Trường cùng nhau hòa giọng trong những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Em Về Tinh Khôi khiến người hâm mộ không khỏi thổn thức. Dù trước đó nam diễn viên chia sẻ rằng anh và Bảo Anh không có thời gian để tập luyện trước cùng nhau, nhưng khi song ca trên sân khấu, cả hai vẫn vô cùng ngọt ngào và ăn ý. Quốc Trường, Bảo Anh song ca cùng nhau vô cùng ngọt ngào. Vì sợ quên lời nên nam diễn viên phải cầm điện thoại cho an tâm. Cũng tại buổi fan meeting này, Quốc Trường, Bảo Anh đã có dịp trải lòng về tình bạn thân thiết kéo dài suốt 7 năm qua của mình. Theo đó, cả hai biết đến nhau lần đầu khi tham gia chung dự án phim Nhà có năm nàng tiên. Dù ít ai biết nhưng Quốc Trường, Bảo Anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Thậm chí Quốc Trường còn chia sẻ rằng mỗi khi anh có chuyện buồn trong công việc hay cuộc sống thì sẽ gọi điện hoặc nhắn tin tâm sự cùng Bảo Anh. Về phía Bảo Anh, cô cũng chia sẻ rằng bản thân cũng không ngờ rằng cả hai có thể chơi thân cùng nhau trong khoảng thời gian lâu như vậy giữa showbiz đầy thị phi. Đồng thời cô cũng cảm thấy rất biết ơn vì mỗi khi gặp khó khăn mệt mỏi chỉ cần cô cần thì Quốc Trường sẽ luôn có mặt ở bên để động viên chia sẻ. Trước đó cả hai từng vướng phải tin đồn hẹn hò vì thường xuyên bình luận thả thính nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau buổi fan meeting này, cùng những chia sẻ của Bảo Anh và Quốc Trường, có lẽ người hâm mộ cũng có thể hiểu mọi cử chỉ đơn thuần xuất phát từ tình bạn thân thiết của cả hai trong suốt 7 năm qua mà thôi.